Đây chính là một thực thể vô cùng bí ẩn và nó được biết đến là sẽ đi theo bạn mọi lúc mọi nơi. Cái thực thể bí ẩn như thế này có tồn tại hay không? Theo nhiều nguồn tin mà mình biết được thì sinh vật như thế này có tồn tại trong tựa game Roblox đấy các bạn ạ. Thậm chí là nhiều người còn chưa biết rằng bản thân đã phát hiện ra những thứ gì đó thoát ẩn thoát hiện trong lúc mà họ đang chơi trò chơi yêu thích của mình. Vậy rốt cuộc thì thứ thực thể bí ẩn mà luôn đi theo các game thủ mỗi lần mà họ chơi game rốt cuộc có tồn tại hay không? Liệu hình dáng thực sự của nó sẽ trông như thế nào? Hãy xem hết video này để cùng mình tìm hiểu nhé. Và hãy lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất giải trí mà thôi, song mình cũng không khuyến khích các bạn người xem làm những gì có trong video này đâu nhé, nên là hãy cân nhắc thật là kỹ trước khi xem nha. Như bạn đã biết thì việc chơi một tựa game bất kỳ nào đó trên Roblox mà cá nhân bản thân các bạn yêu thích là một chuyện rất là bình thường. Điều này quả thật sẽ giúp cho chúng ta có thể giải được stress rất tốt sau những giờ học và làm việc mệt mỏi. Nhưng sẽ thế nào nếu trong lúc chơi game mà lại gặp những hiện tượng vô cùng kỳ bí cũng như là đáng sợ mà bản thân các bạn chưa gặp bao giờ? Theo mình nghĩ thì combo hoàn hảo nhất cho việc này là khi bạn gặp được cái thực thể bí ẩn mà mình vừa mới kể ở trên vào lúc 3 giờ sáng. Tới lúc đó mà bảo là chơi game để giải trí cũng như là loại bỏ căng thẳng thì có vẻ hơi không đúng lắm, vì lấy đâu ra thời gian để mà giải trí khi mà bạn lúc nào cũng phải căng mắt ra để tìm xem nó đã đi đâu. Và video mà mình muốn cho các bạn xem là một ví dụ tương đối điển hình về vấn đề này. Chúng ta cùng xem bên trong video TikTok này có gì nào. Scary Roblox lags caught on camera part 3. It happened again in a hood private server. Let's watch the video. Girl just wanted to make a YouTube video and she was alone. Did you saw that? Let's watch the clip again. This thing just teleported and it gone. She was so smart and didn't left and she saw the thing again. It looked like they tried to hide. Trong đoạn clip ngắn đầy những thứ bí ẩn này đã ghi lại được một cảnh đã khiến cho nhiều người xem được cảm thấy vô cùng bối rối. Một YouTuber nào đó đang quay video của mình ở trong một cái server riêng của cô này trong tựa game Roblox có tên là Dahoot. Nhưng khi cô lia máy quay hướng về phía bên phải thì bất ngờ có một cái bóng không biết từ đâu xuất hiện và từ từ đi qua tầm mắt. Một tháng sau thì nó đã biến mất, cũng như là không để lại bất kỳ một manh mối nào cả. Rất là kỳ lạ, những thứ đáng sợ đã được camera ghi lại ở trong Roblox nó lại xuất hiện một lần nữa ở server riêng của trò chơi có tên là Dahoot. Hãy cùng xem đoạn video này nào. Cô gái này chỉ muốn làm video YouTube, song hiện tại cô này đang ở một mình. Bạn liệu có thấy thứ đó hay không? Hãy cùng xem lại đoạn clip này thêm một lần nữa nào. Thứ này vừa di chuyển xong lại biến mất. Cô gái này rất thông minh khi mà không rời khỏi chỗ đó mà tiếp tục đứng đó để quan sát. Sau đó thì thứ bí ẩn này lại xuất hiện thêm một lần nữa. Nhìn trông có vẻ như là nó muốn núp thì phải. Xong, sau khi mà mình và các bạn xem xong đoạn video này thì bản thân mình có chút hơi rén rén về vấn đề liệu rằng điều vừa nói ở phía trên là có thật hay không. Nhưng dù có thắc mắc như thế nào đi nữa thì chúng ta hãy cùng vào xem. Ok, thì như các bạn đã biết thì trò chơi này có tên là Dahoot. Thì đây là một trò chơi tương đối là nhiều drama ở thời điểm hiện tại lẫn cả quá khứ luôn ha. Nếu bạn nào có chơi qua tựa game Dahoot này rồi thì chắc chắn bạn sẽ biết về điều đó. Đầu tiên thì sẽ phải chọn một cái server nào ít người một chút. Ok, thì cuối cùng mình cũng đã vào được rồi các bạn ạ. Chúng ta cùng tiến hành đi tìm kiếm thực thể bí ẩn kia nha. Thì mình đã dành ra khoảng 10 phút để mà đi tìm. Và như các bạn cũng đã thấy thì bây giờ trong game cũng đã là trời tối rồi. Nhưng sau ngần ấy thời gian bỏ ra, tuy nhiên thì mình vẫn không thể tìm thấy bất kỳ những hiện tượng nào tương tự như trong clip cả. Không biết là có sai ở đâu không ta. Hiện tại thì mình đang có mặt trong wiki được cho là của tựa game Dahoot này. Và trước mắt của người xem chính là thông tin vô cùng quan trọng liên quan đến cái thực thể bóng tối này. Đây cùng đọc nhé. Thì theo wiki có đề cập thì thứ kỳ lạ này có tên là Shadow, hay còn được gọi là những cái bóng Shadow, hay là Shadow Dealer. Là những người chơi sử dụng quần áo hay là những màu da đen sẫm thuần khiết để cố gắng hòa nhập với những phần tối của bản đồ. Chẳng hạn như là các con hẻm, họ thường trang bị cho mình một mặt nạ tuyết màu đen để che giấu đi bản tên và thường xuyên núp bản thân mình sau các đồ vật. Không có nhiều thông tin về họ ngoài việc họ muốn ở một mình. Trong một số trường hợp hiếm hoi, người ta có thể thấy được họ rình rập và bao vây những người chơi khác. Mặc dù lý do đằng sau việc này hoàn toàn không được biết vì họ cực kỳ hiếm gặp trong Dahoot. Trên hình thì đây chính là skin thường thấy của họ.
Nghe đến đây thì có lẽ là câu trả lời đã xuất hiện trong đầu của mỗi người rồi nhỉ, rằng cái thực thể bóng tối bí ẩn kia thực sự có tồn tại trong game Darkwood này. Tuy nhiên việc có thể gặp được chúng là một việc có một xác suất vô cùng thấp, phải may mắn lắm để một người chơi bất kỳ nào đó có thể gặp được Shadow hay còn được gọi là Shadow Dealer này. Những bạn nào đã từng gặp cái thực thể này trong lúc chơi game thì hãy cho mình biết với nhé. Tiếp theo thì mình và các bạn cùng đến với một đoạn video ghi lại cảnh một người chơi nào đó đang chơi Roller 2 thì bất ngờ từ đâu đó xuất hiện một nhân vật Roller có một avatar rất là đáng sợ. I was playing Royal High until I saw something in the corner. So I went over to it but then it disappeared. I was really creeped out. I went back over to my laptop to see if it would come back and look, it's moving. It's so weird. It's just standing there. I moved over to the sofa so I can see it better. I thought it would go away if I was close enough. It's just there. It won't speak or move. Wait, I might be able... What? Look at this. It's just disappeared. I'm so scared. I'm moving to the bathroom. Listen. OMG. Someone joined me, but I don't have a party. It's impossible to join. I'm checking if anyone's there. I'm scared. What if it's there? Oh, what about in the elevator? Can someone tell me what's happening? Mình sẽ dịch đoạn video ngắn TikTok này để các bạn có thể hiểu rõ hơn câu chuyện nha. Tôi đang chơi Roller 2 cho đến khi tôi thấy được thứ gì đó ở góc tường. Thế nên tôi đã quyết định đến gần đó. Nhưng nó đã biến mất, nên tôi đã quyết định đi ra và trở lại cái máy tính của tôi để xem nó có trở lại ngay sau khi tôi làm điều này hay không. Và nhìn này, nó đang di chuyển. Điều này rõ ràng là rất kỳ lạ. Nó chỉ đứng đó mà thôi. Tôi đã di chuyển đến sofa để có thể thấy nó rõ hơn. Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ đi nếu tôi có đứng quá gần. Nó chỉ ở đây. Nó không thể trò chuyện cũng như là di chuyển. Chờ đã, không thể nào. Hãy nhìn thứ vừa diễn ra đi. Nó vừa mới biến mất. Tôi thực sự đang rất sợ luôn ấy. Tôi di chuyển đến phòng tắm. Và hãy nghe này. Chuyện gì xảy ra vậy? Có ai đó vừa mới vào đây ư? Nhưng bản thân tôi đâu có tạo nhóm, nên điều này là hoàn toàn không có khả năng. Tôi kiểm tra thứ đó rốt cuộc là gì. Tôi bắt đầu sợ rồi ấy. Sẽ ra sao nếu nó là... Ủa? Thang máy thì sao nhỉ? Có ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Xem đến đây thì bản thân mình nghĩ đây có lẽ là một người bạn nào đó của cô này đã bí mật tham gia vào tựa game này mà không cho cô ấy biết mà thôi. Thế nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ lại thì mình thấy cái lập luận đó không đúng một chút nào. Vì nếu là một người chơi bất kỳ nào đó thì khi mà bạn đến gần người chơi đó thì phải hiện ra tên nhân vật Roblox chứ. Tuy nhiên lần này thì lại không có bất kỳ cái tên nào cả. Nhiều người chơi cho rằng đây không phải là thứ gì kỳ lạ đâu, mà đây chính là một trợ lý của trò chơi có tên là Roller 2 này. Thì trợ lý này sẽ thường xuyên quan sát những người chơi game để nhằm tránh cho họ có những hành động không hay, như là việc phá bỏ sự cân bằng của game chẳng hạn. Trong trường hợp nếu trợ lý này có phát hiện ra điểm bất thường từ phía các game thủ thì sẽ ngay lập tức đưa ra thông tin đến cho admin của Roller 2. Xong nếu có là thế đi chăng nữa thì việc mang cho trợ lý của mình một bộ skin Roblox nhìn trông có vẻ hơi scary như thế này thì hơi kỳ nhỉ. Nó đã làm cho không ít những game thủ chơi trò chơi Roller 2 này cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy nó. Ok, và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký cho mình nhé. Và nếu bạn nào có nhu cầu về app hay là về robot thì ghé xuống phần comment để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và mình chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye các bạn.